Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Easy Signal. Trước khi đi vào phân tích xu hướng giá vàng của ngày hôm nay, mình xin chia sẻ thêm một chút là bên mình có app Easy Signal và đặc biệt là nhóm tín hiệu VIP ở trên Telegram. Về app Easy Signal, đây là sản phẩm mà bên mình sẽ tổng hợp tín hiệu từ nhiều nguồn chuyên gia uy tín ở Việt Nam và trên thế giới. Điểm đặc biệt của app đó là tín hiệu sẽ được báo thẳng tới điện thoại của các bạn, rất thuận tiện cho việc theo dõi và tham khảo. Sản phẩm thứ hai là nhóm VIP trên Telegram. Như các bạn đang thấy, hàng ngày mình sẽ chia sẻ tín hiệu, phân tích kỹ thuật các cặp tiền, vàng, dầu, cổ phiếu quốc tế để khách hàng tham khảo. Đồng thời, tất cả các anh chị em trong nhóm VIP sẽ được hỗ trợ tư vấn cứu cháy tài khoản miễn phí. Và khi vào nhóm VIP này thì các bạn hoàn toàn không mất bất cứ một khoản phí nào. Các bạn có thể ấn vào link đăng ký ở phía dưới phần mô tả của video để nhận được thông tin khuyến mãi và các ưu đãi khác nhé. Rất hy vọng được đồng hành cùng tất cả mọi người. Hôm nay là thứ hai đầu tuần. Trước tiên thì mình xin gửi lời chúc tới tất cả quý nhà đầu tư và các bạn. Chúc các bạn có một tuần giao dịch thành công và thắng lợi. Hôm qua thì mình đã livestream và gửi tới mọi người nhận định thị trường trong tuần tới. Trong live thì mình có phân tích khá là kỹ về xu hướng của DXY và vàng trong tuần theo góc nhìn phân tích kỹ thuật của mình. Mọi người có thể xem lại livestream tối ngày hôm qua nhé. Như vậy là chúng ta thấy là vàng đã được hỗ trợ tăng lên gần mốc 1935 vào ngày thứ 6 tuần trước sau khi Hoa Kỳ công bố dữ liệu bảng lương non-farm yếu hơn kỳ vọng. Cụ thể, theo Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ, việc làm phi nông nghiệp của Hoa Kỳ đã giảm xuống mốc 209.000 việc làm trong tháng 6 và con số này thấp hơn một chút so với ước tính là 225.000 việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp cũng giảm xuống 3,6%, thấp hơn so với kỳ trước đó là 3,7%. Hôm nay thì không có dữ liệu kinh tế quan trọng nào từ Hoa Kỳ công bố. Nhiều khả năng vàng sẽ sideways để chờ báo cáo CPI được công bố vào ngày thứ tư trong tuần. Trên biểu đồ phân tích kỹ thuật H4, sau khi tăng lên mốc 1935 vào thứ 6 tuần trước, mở cửa sáng nay thì vàng đã có nhịp điều chỉnh giảm. Hiện tại thì histogram trên H4 đã mọc dương rồi và đường MA10 đang nằm phía trên đường MA20. Mình nghĩ là vàng sẽ không thể giảm sâu được. Trên biểu đồ H1 thì histogram đã mọc âm rồi và đường MACD chuẩn bị cắt xuống dưới đường signal. Như vậy thì mục tiêu tiếp theo của vàng sẽ là giảm về khu vực quanh vùng 1915 đến vùng 1920, hợp lưu giữa đỉnh cũ và các đường MA. Chúng ta sẽ kiểm tra lại với Fibo. Kéo Fibo thì chúng ta thấy là khu vực 1915 đến vùng 1920 cũng chính là Fibo 0.5, 0.618 trên biểu đồ H1. Như vậy, nếu vàng tiếp cận lại khu vực 1915 đến vùng 1920 và xuất hiện các tín hiệu đảo chiều, các nhà đầu tư có thể cân nhắc canh mua vàng hoặc canh bán vàng khi vàng tiếp cận lại khu vực đỉnh cũ quanh vùng 1932 đến vùng 1935 nếu xuất hiện các tín hiệu từ chối giá. Tổng kết lại chiến lược giao dịch vàng trong ngày hôm nay, canh mua vàng khi vàng tiếp cận lại khu vực 1915 đến vùng 1920 nếu xuất hiện tín hiệu đảo chiều và canh bán vàng khi vàng tiếp cận lại khu vực 1932 đến vùng 1935 nếu xuất hiện các tín hiệu từ chối giá, dừng lỗ từ 3 đến 5 giá. Mình xin dừng video nhận định xu hướng giá vàng ngày hôm nay ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu các bạn thích video này thì hãy ủng hộ mình bằng cách like video và chia sẻ nó cho những ai đang cần. Hãy subscribe kênh YouTube Easy Signal để cập nhật thêm những video kiến thức cực kỳ giá trị về thị trường. Và nếu các bạn có thắc mắc hay góp ý gì cho video của bên mình thì các bạn hãy để lại bình luận ở phía dưới cho mình nhé. Chúc mọi người có một ngày đầu tuần giao dịch thành công và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video nhận định xu hướng giá vàng tiếp theo.